Ây da, hello, hello. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Chào hỏi xong chưa? Xong rồi, lên quốc lẹ đi. Ngày Noel như vậy tôi phải đi cả trăm dù lận á. Nói cái gì chứ, tôi bao câu cả đêm được mà. Kinh người quá đi hả? Nè nè nè, đâu vậy? Tôi có việc rất quan trọng muốn nói với anh á. Đi đi đi, nhanh lên. Hả? Tôi nói cho anh nghe nè. Tôi nghe nói là anh mới ăn bại bên Macau, bây giờ bảnh rồi, xách tiền đi bao gái, có phải vậy không? Đúng rồi. Vậy cho tôi mượn đi, tôi cũng muốn bao gái nữa mà. Gì kỳ á? Lần này anh cho tôi mượn, lần sau anh cho tôi mượn lại thôi, có gì đâu. À, hiểu rồi. Tôi cho anh mượn tiền, rồi anh lấy cục tiền đó cho tôi mượn lại, rồi tôi cho anh mượn lại, rồi anh cho tôi mượn, phải không? Chính xác. Vậy anh mượn vậy tôi, mượn tôi anh, mượn anh, mượn tôi, anh, rồi mượn tôi, rồi mượn anh. Hai thằng có tiền chơi gái rồi. Yeah. Tên tên nè, ra đây coi nè. Đạt đái chờ chút. Sao sao sao? Vụ gì đây? Lưu Đức Hoa và Châu Tinh Trì chơi gái không trả tiền, giang hồ đang truy sát. Cái vụ gì vậy nè? Cái vụ này tại mày hết đó thằng quỷ. Bày đặt mượn vest làm sói ca đồ. Cũng tại mày, nói mày là thắng bài lớn mà. Ai biết mày chơi đánh bài trực tuyến trên Happy Look đâu. Đúng là sướng con cờ u mà mù con mắt mà. Chuyện này cũng lỡ rồi. Nè, hay là tụi mình trốn qua châu Phi đi. Nghe nói gái bên đó cũng đẹp lắm. Không được đâu, tao sắp quay bộ phim kinh điển Cô Giáo Thảo. Trốn đi làm sao mà lấy được giải Oscar. Không thôi, tao sẽ nhờ ông chú mới từ Mỹ về. Chỉ là cách rửa tội mà nhờ bằng nước miếng vậy không hả? Thằng kia là cháu con em họ bà nội chú cũng không chỉ luôn. Không, tất cả gia tài tôi còn bao nhiêu đây thôi. Nếu không đủ. Cô hai à? Sao vụ gì? Tuy cô bóng xế chiều tà rồi, tối nay đừng có ra công viên đứng nữa. Giá cô bao nhiêu vậy hả? 200k. 200k? Tôi cho cô 20k nè. Cô nẻ nát ổng giùm tôi đi. Wow, 20k rái lũ ghèn thôi nha. Ý da, tôi thích gái lù ghèn gì lắm á. Hèn nhớ lên, đừng có làm ẩu á. Xong chỉ tôi biết kiếp á nha. Mày đi qua bây giờ về mặt giống như đống cứt là sao hả? Kiếm ổng như không à. Ổng chơi gái cho đã rồi phán câu xanh rờn. Nó là có chơi gì có chịu. Ổng kêu lên Happy Look đánh bài kiếm giải đó. Bây giờ mỗi tuần 60 triệu. Chơi bài game máy sẻng rồi slot game luôn. Chơi máy tính cũng được, chơi điện thoại cũng được. Mình nợ 500 chai lận đó. Chơi Happy Look làm sao đủ. Nhiều đó chỉ mới là tiền chơi gái mà thôi. Còn tiền mướn đồ, tiền khách sạn nữa. Mày chơi thì chơi đi, tao đi đứng đường. Từ từ đã thằng quỷ, nghe tao nói nè. Ê, Happy Look có khuyến mãi, có rút thăm, như TV 55 inch nè. Ai mà mới chơi thưởng 10 triệu chào mừng, còn quay slot trúng đậm nữa. Có thằng trúng 300 chai rồi. Mấy con số nó nhỏ lắm tin nè. Mày có con số nào bằng 500 chai thì hãy nói đi ha. Thì Happy Look slot độc đắc 500 chai mà. Tại sao nãy giờ nói cả buổi mày mới nói tới cái vụ ngon như vậy ha? Tao chơi liền. Ê, tao biết ngay mà. Mấy cái thằng như mày cài như xe lưu rồi cái con cờ u nó cũng phá nát hết thôi.